cầm ném phát. Ném phát vào tổ này xem nào. Ui mẹ đông lắm. Nhiều lắm này mà nó đốt cho đi. Mẹ vãi đấy. Để quên tất cả dành cho em tình yêu rất là mai này. Không biết mọi người tao nó hay khoe không? Không biết thằng nào vào tao bấm số thôi. Có chưa? Có rồi. Nhưng mà sao quay tròn chứ? Không anh, anh phải từ từ. Bình tĩnh. Mạnh thắng đây là 09 gì 0981 nhưng mà lúc nào ấy dây này gì nữa 100 này hay bắt xếp lắm phải không? Cắm ấy nó không bị đâu mà cứ trời mưa mình rút điện là được. Ý mày ban tao á hả? Mày ban tao nó mày tưởng nó tiếp hơn. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của em. Hôm nay đây thì em sẽ đi lắp cho một khách hàng dùng gói cước Net 3 của Viettel. Đây mọi người, đây là cái con Wi-Fi 2 băng tần và cái gói cước Net 3 này nó sẽ được trang bị con Wi-Fi 2 băng tần loại này. Đấy, tí nữa chúng ta cùng test thử xem nó được bao nhiêu tốc độ bao nhiêu nhé. Cái thuê bao này khá là gần, hơn 50m. Đây là cái hộp cáp của Viettel này. Ui, có tổ ong. Vãi trưởng rồi. Để tí đéo biết làm nào đây. Tổ ong. Vừa hôm trước không thấy có, bây giờ lại thấy có. Thuê bao khá là gần nhưng mà cũng khoai phết. Toàn cây.
ở đây. Anh để muốn đặt ở đâu nhỉ? Đặt ở trong à anh? Ôi, lại phải sang cái bên kia. Đó, lại phải sang cột này. Không bắt sắt từ đây vào đây được à? Đâu mà không có chỗ buộc. Vào cái nhâm. Em vào cái nhâm, em vào cột này. Vâng, thế để chắc vâng. À chắc mấy đứa làm dàn, buộc lên dàn. Ừ. Ok. Nó cứ lắp dùng cao cao mà, để thừa cho anh ít được. Ok. Sao con máy phải đi xe đo à, đi xoay à? Đâu anh, cái đấy, máy quay. Cam à. Cam hành trình. À. Bên đầu tiên. À? Viettel đầu tư á, à, tên đi. Nhân viên hoành tráng đấy. Cái này em có kênh, có kênh của em ấy. YouTube không ăn thua. Mấy nghìn lượt subscribe rồi anh? Hơn 2000. Được bật kiếm tiền đấy chứ, nhưng mà view ít. Để ăn thua. Mưa gió. Thank you.
cái tổ ong ở trên đây. Ngay sát cửa. Hộp Viettel ngay sát cửa. À, này là đéo chốt được không chốt được, chúng ta phải thực hiện như này. Đây mọi người, tổ ong này. Đấy. Ấy. Đéo chốt được, bây giờ phải chơi kiểu này thôi. Chúng ta sẽ phải chốt ở bên dưới chân cột, không thể lên được với bọn nó. Ta không thể trèo lên để chốt ở trên này được. Vì vậy chúng ta sẽ phải chốt ở bên dưới. Khi nào tổ này mà nó đấy, thì mẹ nó ra này. Mẹ thằng này canh này. Vậy chưa? Kịch lắm. Đây có hai con đang rình mình ở đây này. Nó ngửi thấy mùi nên nó ra đứng ở đây nó canh. Bắn càng lúc càng bò trong gần mình rồi. Phải
chút quần rồi. Mẹ kinh quá mẹ. Em trèo lên. Chờ một tí nó rút gì mình lại lên bấm đầu phát. Alo. Chờ nó là nó à? Đôi hai. Đôi hai là? Ờ. Bôi ơi. Cái này ông Kim gọi báo đăng ký cái việc theo phơi mã mắt đăng ký hồ ăn năng giờ trời. Ờ, đôi khi nó đăng ký không mày. Mang mà bà, ờ. Trong hay giao cái ăn trời. Ờ. Cái báo bà tiền là đăng ký cho. Mẹ lo mấy anh phải tra chụp mặt ăn cái băng hả? Ờ, ăn ờ, ờ. Ờ. Cái báo chỉ hoan đầu nhau. Trường báo cơ mà. Ờ. Mà gọi ba, gọi mấy hết cho. Ừ. Đăng ký hóa số này cho ha. Ờ. Số port 01 SP01 tụ 1221. Chỉ số mét cáp. Sáu hai chín không một mười hai hai một. Mấy con gác cổng ở đây này, nó đang đứng ở trên mình, à, nó đi lùng, nó thấy động. Đây, đành phải làm kiểu này rồi. Bây giờ chui lên là thịt chết.
7, 12. Này trời cũng oi nhỉ? Như kiểu nó muốn mưa ấy. Vâng, nhưng trời này khả năng không mưa. Cả mùa được mỗi một trận mưa. Mấy cái ruộng là không cần nước, không cấy được ấy. Anh cắm hộ em một cái này nhá. Thoải mái rồi. Mạng LAN anh, ví dụ như từ đây nó chuyển sang một cái tivi hoặc là chuyển sang cái mạng phụ chẳng hạn, sẽ lắp bằng cái đấy. Này là người ở đâu nhìn quen. Em trên Đa Phúc rồi mà. Quen. Anh em mình gặp nhau suốt rồi nhưng mà chưa đấu súng lần nào thôi. Em ở xóm Nhuội. Là đánh vào đít thằng bo. Dây này là cắm vào đâu? Đấy, nó cũng giống như kiểu dây ngoài kia đây. À, để cấy à? Nó ví dụ như cái đầu tivi nó ở gần ấy, hoặc là
tivi wifi thì mình bắt wifi gì? Vâng, thì bắt wifi. Cái này thì nó sẽ mạnh hơn cái bắt wifi kia, nhưng mà nó sẽ kiểu như nếu mà bị sét đánh ấy, lan truyền có thể hỏng được cả tivi luôn. Tiếp xúc ai? Vâng, cái dây này thì nó mạnh. Ơi, làm về lại còn đi tranh thủ đi đá bóng này. Ôi, bọn em đá suốt mà anh. Mỗi tuần 2-3 trận. Đá chỉ uống nước thôi chứ đâu. Đá nguyên tiền sân rồi nhá, bởi vì đá tiền nước nó lại tranh chấp nhiều quá. Đá mỗi tiền sân thôi, giao lưu tiền sân, đội nào thua thì giả. Vậy được. Chứ nhiều khi đá độ đá điếc anh, sợ va chạm. Anh em còn đi làm. Số của anh là 4691 này đúng không? 755 à 7594. À 49774 này đúng không? 0399424974 này. Đấy là số mình bán hàng. Đây đây, đây đây, anh đọc số đi. 0981 0981 755 755 944 944. Người ta cai hết cả làng đi. Lúc nào thì chả có công an gì bắt. Cỡ này 10 thằng các bạn. 60 thằng thì cần đang cỡ. Anh đặt tên wifi là gì? Anh muốn đặt tên wifi là gì? Thắng. Học thắng. Học thắng được. Bò đưa mũ rồi, thằng mũ vậy. Nãy nó mang ra xúc cát đấy hả? Bạch thắng. Có chưa? Có rồi đây. Anh dùng Wi-Fi 3 đúng không? 2.1. 210.000 một tháng rồi. Gói này là 110 MB. Một tháng. Không, tức là lúc nào anh truy cập vào nó cũng như vậy. Megabit. 116 MB. Mình lắp ngoài kia. Download là 116. Upload 119. Anh chưa biết mặt kho. Máy lại đâu đưa tôi cài mật khẩu này. Một số. Số điện thoại 81 à? Không. 44. Chính thức anh còn phải viết cái tường kia cho chúng nó. Không. Không biết, hộ người tao nó hơi khoe. Không biết, thằng nào vào tao bấm số thôi. Có chưa? Có rồi.
Nhưng mà sao quay tròn chứ? Không anh, anh phải từ từ. Bình tĩnh. Mạnh tháo, đây rồi. 09 gì? 0981. Nhưng mà lúc nào ấy dây này... Gì nữa? 100... À, này hay bắt xếp lắm. Phải không? Cắm ấy nó không bị đâu mà. Cứ trời mưa mình rút điện ra là được. Ý mày ban tao á? Hả? Mày ban tao nó mày tưởng nó tiếp hơn. Rút được rồi, chạy bòn hơn đường Hồ Chí Minh rồi. Ở đâu anh? À, nhà dưới kia thì chịu. Anh cảm ơn nhé. Vâng. À, sau gần một tiếng đồng hồ thì chúng ta đã triển khai xong cái gói nét 3. Gói nét 3 của Viettel ở từng khu vực mọi người nhé. Khu vực em là gói đẹp 210.000 tốc độ 115 megabit, upload cũng là 115. Thì cái gói cước này là được tặng thêm một cái model 2 băng tần. Đấy, lúc nãy mọi người thấy là nó có hai cái sóng wifi đấy, một cái là 2.4, một cái là 5. Mỗi hộp như này đã được 8 cổng mọi người nhé. Ở đây là lắp đầu tiên này, hộp này mới làm. Còn hộp ở ngay bên trên này là đã hết cổng lâu rồi. Đã, hộp cáp về theo đây. Tổ ong ngay trên này. Tịt con mẹ vãi luôn. Tịt mẹ nó già nhiều lắm. Ném phát. Ném phát vào tổ nào xem nào. Đít. Ui mẹ đông lắm. Nhiều lắm, này mà nó đốt chết đi. Dạ vãi đấy.
để quên